rất là may mắn đúng không ạ? Đi thì không mưa, chút tí thôi mà chán đầu. Rồi bây giờ đang có tí là thế nào mà nào đừng mưa. Nhưng mấy ngày hôm nay đó họ chỉ mưa bùng, mưa đám, mình để mới xem phía đằng sau chỗ kia là trời vẫn sáng, nghĩa là còn nắng luôn á. Thời tiết Hồng Kông mấy ngày nay thay đổi. Còn cái mùa mưa của họ là tháng 5 đến tháng 9. Và cái thời gian của họ là xuân hạ thu đông bốn mùa như ở Bắc của mình á, như Việt Nam mình luôn. Tất cả mọi thứ. Dạ, mùa lạnh cũng lạnh như nhà mình, nhiệt độ của họ là có thể là hơn mình 1 độ hoặc là giảm hơn mình 1 độ thôi. Còn nó lạnh như thế đôi khi là cái ảnh hưởng gió mùa, ảnh hưởng bão như nhau luôn, thì thực chất mình nghĩ rất gần. Có, ví dụ như đoạn năm ngoái năm kia nhà mình các cháu thì học thì bên đây cũng thế. Bọn em cũng lạnh như vậy luôn. Đó, và cái ra cái địa điểm này nó lạnh hơn vì nó sắc biển. Thế là đi mua quần áo ở bên Hồng Kông đó là anh cứ ra những cái mùa mà nó giao mùa. Mùa hè, mùa thu hoặc là mùa thu, mùa đông á, đó thì giảm rất nhiều. Hoặc là vào đúng cái mùa Noel. Cứ Noel mình sang đây thì trời ơi, từ 20 tháng 12 cho đến hết ngày 1 tháng 1 Tết Tây thì sale nhiều. Lúc đầu là sale hết cỡ thì còn, sau là có mặt to ấy là hết đấy, bởi vì là còn sale nữa, nó sẽ còn giảm tối đa. Bởi vì sao? Ở đây đó là cửa hàng rất nhỏ, nên là người ta không bao giờ tồn hàng. Đó, là cái thời trang của Hồng Kông hay là đi theo cái thời trang của quốc tế, nên là nó không bao giờ nó tồn hàng, cũng quyết để là tôi sang mang bán tiếp, không bao giờ đâu. Đó, cho nên là nó sale là nó sale tối đa luôn. Vào tí Chanel đi nhỉ? Hay là còn sớm mà nhỉ? Vào xem Chanel LV em có gì tách ra đi. Có biết hàng đâu, ai thôi. À, có muốn vào bây giờ cũng chưa, bởi vì sang 11 giờ. Ở đây là 11 giờ mới mở cửa. Tất cả những cái thương hiệu nổi tiếng này đó mở thì muộn nhưng mà đóng lại sớm, 9 giờ là đóng hết cửa, mà có đến 5 thì cũng không cho vào nữa. Đó, cái quy định 08 luôn, không cho vào luôn. 8 rưỡi vào xong là xong, là ra là người ta chỉ biết chốt khách bên trong thôi, còn đâu khách giới không cho. Kể cái có mua tiền tỷ nhưng mà kệ, hệ thống vi tính đã xong rồi là xong. Đó, lại đặc biệt là như vậy. Đó, nhưng mà khi làm việc thì rất niềm nở. Đó, ví dụ như đơn giản như hôm qua đi Bossini Balelo cũng vậy thôi đúng không ạ? Vào mua vận thử thoải mái xong đi ra giả lại cho họ, họ vẫn cứ cười. Ở đây đó là cái phục vụ của người ta làm rất tốt, nhưng mà lại sợ quý bà thì lại không nhá. Nhắc lên hạ xuống mà cả bấm chấm mút từ mãi rồi mà không được là bắt đầu là nghe đọc thơ và bắt đầu như là đuổi tà luôn á. Nhưng mà những cái địa điểm đó, bởi vì mình cứ để ý thấy những cái cô mà đã có đeo được cái huy hiệu mà có cái hình cái thuyền buồm á, cái huy hiệu cái chiếc chùa đó, đó là những cái người mà đã có là được qua huấn luyện, hoặc là những cái đó là khi mà làm việc không có tốt là mình có quyền kiện họ. Mà thậm chí cô đó nhá, gọi manager ra mà bảo ngày mai cô lại phải nghỉ việc, ngày mai mà vẫn thấy cô đó làm, anh nói tiếp là cô đó buộc phải nghỉ. Bởi vì khi đeo vào những cái đó là về đây, là về bên đây, là có cái bên gọi là Hồng Kông, nó có cái bên là chăm sóc khách hàng đó chị. Đó là nghỉ việc luôn, nếu như mà làm việc không có nghiêm túc mà tiếp khách không tiền nở thì tập luôn. Nhưng tất nhiên là người ta đã vào qua những công sở, người ta đã qua nguyên một chợ với bà thì đó là một cái cận đêm, không có một cái quy định gì cả, cho nên là cái giao tiếp của họ nó sẽ khác. Thì các cái phim trường TTB là sao? Phim trường TTB thì sẽ là ở ngoại ô của bán đảo Phú Long, thì mình sẽ không bao giờ được vào đó, bởi vì nếu như có vào đó là chỉ phải có giấy mời của hãng truyền hình thì được vào, còn không bao giờ họ cho, ngay cả những người bên Hồng Kông chúng em cũng chưa được vào luôn, bởi vì người ta không bao giờ cho mình vào đó tham quan. Là khi mà người ta có giấy mời cho chị, có người ta không, đâu có khuyến khích để mình vào đâu, người ta không cần biết. Bởi vì sao? Thực sự là người ta đã quá nổi tiếng, người ta đã kiếm tiền quá nhiều, người ta cũng cần phải câu khách du lịch hay không cần phải cho khách địa phương vào để tham quan gì đó cả. Đó, rồi phía bên tay phải của mình đây, phía bên tay trái của mình đây, đây là khách sạn 6 sao. Nếu tối ngày hôm qua đó mình ngồi trên tàu mình đấy thì đây khách sạn này trong buổi tối thì tất cả những cánh đèn hắt lên thì trông nó rất cổ kính, rất đẹp. Đang ngày nhìn được, ôi trông nó bình thường này, chẳng có biết gì cả, không đẹp bằng khách sạn Hà Nội. Cũng có thể thế nhưng mà phòng ở đây rất đắt nhá. Mấy ngày hôm nay lại hội chợ ngày lễ nữa thì đảm bảo ít nhất rẻ nhất bèo nhất cũng phải $1,000 một phòng. Hướng phía trước mặt đây là cái hướng phong thủy của họ đó. Nước này, nước đã hướng về phía bên cảng Victoria rồi nhưng lại còn hướng vào đây tiếp nữa. Ở bên đây với người dân Hồng Kông đó, họ làm bất cứ cái gì họ đều tin về phong thủy. Họ vận dụng vào phong thủy để họ kiếm tiền mọi cách. Đến với Hồng Kông thì mình chẳng thấy rằng họ phát triển về cái gì đâu. Cảm thấy là chẳng có cái gì để vào thì cái Hồng Kông phải phát triển là cái vàng ăn và chơi thôi. Nhưng mà cái tính của họ là cái về cái cảng, về cái sản xuất hóa và về cái du lịch.
nên là cái chị mình đến với Hồng Kông á, vâng, là chúng ta mua càng nhiều càng ít hàng càng khuyến khích mình, cho nên chính vì vậy mà khi đã đem được cái thẻ đó là phải có trách nhiệm đó, nó là về bên bảo vệ chăm sóc khách hàng như vậy. À, khách sạn vừa rồi mình đi đó thì cái phần dưới cùng mình thấy đúng không, tất cả các hãng thương hiệu đắt tiền thì ở đây cũng chỉ nhỏ thôi, những gian hàng nhỏ thì họ sẽ tập trung ở quanh khách sạn này nhưng chỉ một số thôi, còn nếu như mà anh chị mình muốn về nhiều hơn đó thì mình ra cái khu bên Chủ Long thì có là Harbour City đó, còn qua bên Hồng Kông là có cái khu center, thì khu center nó sẽ là ngay dưới chân cái tòa nhà 88 tầng, nó cũng là một cái khu đó, và nó sẽ là ngay gần cái khu mà với ngân hàng HSBC đó, bởi vì cái địa thế của cái ngân hàng HSBC là rất là đẹp, cái phong thủy của nó là đẹp nhất, không chỉ vì cái phong thủy đẹp mà muốn giữ được cái phong thủy đẹp đó, chủ nhân của ngân hàng HSBC phải mua một cái khoảng đất trống ở giữa đó để tặng cho chính phủ, và yêu cầu chính phủ là không được xây những chung cư cao tầng, không được xây cái gì quá bao nhiêu mét, bởi vì sao, để không được che chắn cái phong thủy của họ, nếu như mà họ để đó thì bất động sản sẽ bán cho bên tên khác, vì cái phong thủy đó rất đẹp, nó hương toàn ra cả cái hướng cửa ngõ, cái cửa cảng đi vào đó là cái đầu ngõ đi vào trong thế là kinh tế của Hồng Kông, cho nên đó là người ta chính phủ đã phải vào ngân hàng đó để bỏ hẳn khoản tiền ra mua cái đó để tặng cho chính phủ, và thì chính phủ cũng phải làm vì đó là hội đồng luật pháp, cái nhà nó chỉ có 2-3 tầng thôi, nó không che chắn được cái ngân hàng hơn 40 tầng đó, cái phong thủy đối với họ, hoặc là ví dụ như là với người dân Hồng Kông đó thì hoặc nhà mình cũng vậy thôi, tầng trệt tầng dưới cùng đó, bây giờ để mà có được một cái điểm đó để mà kinh doanh là rất là ra tiền đúng không, nhưng riêng ngân hàng HSBC cả một cái tầng trệt họ không sử dụng đến, họ để trống đó, họ để rỗng đó để làm sao để cho hút tiền vàng hút vào trong đó, xong còn đẩy lên trong nhà của họ nữa, nghĩa là đẩy vào trong cả cái tòa nhà đó nữa đó. Cái phong thủy nếu mà chúng ta đi tô đi phát trong mấy ngày ở bên Hồng Kông đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phong thủy của Hồng Kông mình có thể dùng từ là không tin không được đó, thực chất là như vậy luôn đó, không tin không được luôn đó, làm bất cứ một cái gì họ đều vận dụng vào những cái phong thủy khác nhau đó. Cái ngân hàng ở cái khách sạn đó vừa rồi cũng phong thủy, cái ngân hàng đó phong thủy, hoặc là vừa rồi thì chiều ngày hôm nay khi quý vị mình đứng ở bên trên núi Thái Bình thì chúng ta nhìn thấy cũng là cái ngân hàng Trung Quốc, thì ngân hàng đó cao 72 tầng, hoặc là ngay bây giờ chúng ta mở tờ tiền ra ngân hàng có cái Bankira đó, thì đó là ngân hàng Trung Quốc, thì cái tưởng tượng ngân hàng Trung Quốc đó là những cái cạnh nọ của họ đó, đó không phải là một cái khía cạnh đơn giản trang trí đâu, đấy cũng là một cái cách phong thủy họ, cạnh nhọn đó là đẩy hết những cái xấu ở trong ngân hàng của họ đi ra ngoài đó, cái cạnh góc nhọn là như vậy đó. Hoặc là cái gì nói về xe hơi, hôm qua là rất nhiều anh chị hỏi em là sao biển số xe là sao có những biển số đẹp ở bên đây, biển số đẹp rất đắt tiền, ví dụ như là Thành Long đã phải bỏ ra là hơn 100 triệu, 130 mấy triệu đô la Hồng Kông để mua một cái biển số đẹp, hoặc là ví dụ chủ nhân của cái địa điểm mà chúng ta đến đây tham quan chẳng hạn cũng phải bỏ ra hơn 100 triệu đô la, gần 150 triệu đô la để mua một cái biển số đẹp, đó là con số 9. Hoặc là chủ hãng truyền hình TVB cũng phải bỏ tiền ra một khoản tiền rất lớn để mua một con số của mình, đó là con số 6. Đó, hoặc là ví dụ như cái ông mà bỏ ra 40 triệu đô la Hồng Kông để xây dựng miễn phí cái đại lộ ngôi sao cho mình đi đó, cũng phải bỏ một khoản tiền rất lớn ra để mua một cái con số 8. Đó, nhưng ngược lại đối với Hồng Kông cũng như đối với người Việt chúng ta là chúng ta rất kiên trì con số 4 đúng không ạ? Đó, nhưng có một ông chủ lại bỏ một khoản tiền cực kỳ là lớn để mua một cái con số 4 đó để xài cho mình. Mình biết đó là ông nào không ạ? Đó là chủ chuyên thầu về cưa đám ở Hồng Kông. Đó, ông đó bằng cái tuổi mệnh của ông đang học với cái nghề nghiệp đó và từ cái đó ông ta thấp lên. Cũng như những người ở bên đây đó, thì với người Việt mình, khi mà nhà mình mà ở gần những cái nghĩa trang là mình rất sợ. Nhưng những người ở đó đó, và những người mà ở gần đó đó thì rất đắt, nhà đó rất đắt tí nữa. Trong cái thông tin địa điểm mình có em chỉ cho, cả một cái địa thế ở cái khu vực đó là gần cái khu mà Thiêu á, nhà Thiêu á, thì cái khu vực đó của Lý Gia Thành ông ta bán cực kỳ là đắt luôn. Bởi vì sao ở bên đây người ta lại không kiêng cái đó đâu, người ta lại là được ở những cái khu đấy là những cái khu mà là rất là ấy luôn. Phất luôn đó, tiền phất lên luôn, rõ ràng luôn đó. Đó, vâng. Nên là với người dân Hồng Kông có cái phong thủy, người ta chiếm tuyệt đối luôn. Hoặc là đó, cái con số đẹp, hoặc là cái gì. Khi mà các chị mình đi vào những cái chùa thiền hoặc là những cái cửa hàng kinh doanh lớn là bao giờ họ cũng để tí hưu, tí lân hoặc là sư tử họ để ở đó để một trong những cái cách mà giúp họ kiếm tiền, tiền vàng. Đó, thì với người dân Hồng Kông họ cũng vậy thôi. Chúng ta thấy đó, buổi sáng thì thấy bóng me, nhưng mà đêm hôm qua chúng ta thấy đúng không ạ? Đi ra chợ Vĩ Đà, lúc nào cũng đông người như vậy, tối nay cũng sẽ lại như vậy tiếp, bởi vì sao? Họ kiếm tiền một cách đơn giản rồi, cho nên là đông vào kỳ tiêu của họ thì cũng rất đơn giản. Sáng thì đi kiếm tiền và tối là đi tiêu tiền. Căn hộ này thì để cho họ nghỉ ngơi thôi.
đây là đoạn vòng khi đi đến những trong những cái nhà này đoạn vòng thì họ đã biết vận dụng những cái phong thủy khác nhau. Ngoài nhà ở hướng nam hướng đẹp ra đó họ còn vận dụng họ trưng bày trang trí, cũng như là khi một bạn chúng ta sẽ vào trong cửa hàng vàng bạc đá quý của Thành Long, chúng ta sẽ thấy rằng đó là khi bước vào cửa chúng ta sẽ thấy một động đá rất lớn thành anh ở đó, đó là một cái động đá phong thủy. Với cái động đá lớn như vậy và thiên nhiên như vậy thì đương nhiên họ phải bỏ một khoản tiền rất lớn, đó là 400.000 USD để mua để cho cái phong thủy đó. Cửa hàng thành lập hơn 30 năm nay mà cho đến ngày hôm nay đó họ vẫn không hoạt động, nhân viên phải đến gần 100 cô nhân viên và họ vẫn hoạt động phí vào thì mình cũng biết là cái mức mua bán của họ ra làm sao đó. Và thì do họ cũng vận dụng vào cái phong thủy đó, nhưng với cái cửa hàng lớn như vậy thì họ mới vận dụng. Còn nhà ở đây cũng như khách sạn của mình đó chỉ có hơn 10-10 mấy mét vuông thì họ vận dụng những cái gì, họ mua những cái tờ tiền may mắn để đó, cái tờ tiền may mắn nó mang cái ý nghĩa phong thủy đó là gì, cũng như Thành Long để vào ở trong nhà của mình là một cái cách để mà làm sao hút tiền hút bạc vào để cho tiền nó vào nhà. Mình có thấy ở trong phòng mình có cái két sắt không ạ, két nhỏ đúng không, ở nhà ở Hồng Kông cũng vậy đó, hầu gần như nhà ai nhỏ thì nhỏ cũng phải có két sắt, không nhỏ thì to để sao đựng trang sức đựng tiền vàng ở đó đựng vàng, bởi vì hoặc là đựng những cái sổ đỏ các thứ cần thiết trong nhà ai người ta cũng có như vậy. Nên là cái cách phong thủy của người dân Hồng Kông đó là người ta cũng sẽ mua những cái tờ tiền đó đó, với người Hồng Kông họ đây là tờ tiền phong thủy để họ mua về đó, và cũng có tờ tiền thì nó sẽ có những cái mã số, đó là cái số sơ đi tờ tiền đẹp. Thì nếu như là người ta đi về phong thủy về những con số đẹp thì người ta sẽ mua tờ tiền đó. Nhưng có một số người đó thì người ta lại bảo là người ta sẽ mua những tờ tiền ví dụ như 9 con số 8, thế nhưng mà đó bên cạnh đó là phải có tỷ hưu đẻ. Và nếu quý vị mình đi qua bên Hồng Kông thì chúng ta đã biết tỷ hưu đó là một cái con đó, vòng thì đó là chiếu tài đó và hút tiền hút bạc vào. Và khi mà có tỷ hưu đề ở trong nhà của mình thì nó cũng mang những cái điều tốt đến cho nhà mình và nó đẩy những cái xấu đi trong nhà mình đi, đó là cái đặc điểm riêng biệt của tỷ hưu. Thì ở bên cửa hàng vàng bạc đó còn thì họ cũng